Hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tháng, chúng ta sẽ có lễ tiệc thánh. Chúng ta hướng về thập tự giá, nơi Chúa Giêsu đã treo thân của Ngài vì tội lỗi của nhân loại. Sứ đồ Phaolô nói như thế này: "Tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết điều gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự." Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính chỗ thập tự xưa Chúa Giêsu treo mình, nay tôi xin Chúa xóa muôn tội trắng tinh. Hãy hướng về thập tự giá để thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Chính chỗ thập tự xưa Giêsu treo mình, nơi tôi xin Chúa xóa muôn tội trắng tinh. Bởi huyết trên con tân thanh sạch an bình, vinh ngợi Chúa Giêsu, tôn vinh danh Giêsu nghìn thu, tôn vinh danh thần nhân Giêsu. Bởi huyết trên con tân thanh sạch an bình, kính ngợi Chúa Giêsu. Chúa tôi ơi, ăn sâu dòng muôn trùng, tâm linh tôi có Chúa vui ngự thủy chung. Chúa với tôi nơi thập tự kia nghìn phùng, kính ngợi Chúa Giêsu, tôn vinh danh Giêsu nghìn thu, tôn vinh danh thần nhân Giêsu. Bởi huyết trên con tân thanh sạch an bình, kính ngợi Chúa Giêsu. Hãy đến nơi sông huyết Giêsu tuôn tràn, trao dâng lên Chúa cả tâm hồn vỡ tan, chấm dứt đau thương tâm linh được an toàn. Kính ngợi Chúa Giêsu, chúc hát lên. Tôn vinh danh Giêsu nghìn thu, tôn vinh danh thần nhân Giêsu. Bởi huyết trên con tân thanh sạch an bình, kính ngợi Chúa Giêsu. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. Let's sing. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory, glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Xin hội thánh cùng mở lời Chúa trong Mác đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu số 12. Mác đoạn 2 từ câu 1 đến câu 12. Người đau bại. Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Giêsu trở lại thành Capernaum và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Họ họp lại tại đó đông lắm đến nỗi trước cửa không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. Nhưng vì đông người không lại gần Ngài được, nên dỡ mái Ngài nhà ngay chỗ Ngài ngồi. Rồi do lỗ đó mà dòng giường người bại nằm xuống. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Vả có mấy thầy thông giáo ngồi đó nghĩ thầm rằng: Sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó
Ngoài một mình Đức Chúa Trời còn có ai tha tội được chăng? Đức Chúa Giêsu trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng: Sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy? Nay bảo kẻ bại rằng tội ngươi đã được tha, hay là bảo người rằng hãy đứng dậy vác giường mà đi? Hai điều ấy điều nào dễ hơn? Vả, để cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng: Ta biểu ngươi hãy đứng dậy vác giường đi về nhà. Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ, đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời mà rằng: Chúng tôi chưa hề thấy việc thế này. Có khi nào tôi nhớ Chúa xưa chết trên thập hình, bao tôi chết trên Ngài. Chúa không hề nao núng, bởi tôi Chúa gieo thân mình. Ôi tình yêu quá tuyệt vời, cớ sao người chẳng quên tình yêu Giêsu hiểu dấu. Tình ấy tôi nào dám quên, tâm tư ngỡ như mây ngàn biển bay theo gió. Khi nào đơn chiến Giêsu thường đi bên tôi, Chúa hằng chăm sóc tôi, sao mà trông quên. Giêsu Ngài yêu tôi mãi, tình đó khi nào có phai suy tư suốt cả đêm ngày. Tình yêu Chúa tôi trên thập hình, bao tôi chết trên Ngài. Chúa không hề nao núng, bởi tôi Chúa gieo thân mình. Ôi tình yêu quá tuyệt vời, cớ sao người chẳng quên tình yêu Giêsu yêu dấu. Tình ấy tôi nào dám quên, tâm tư ngỡ như mây ngàn liền bay theo gió. Có khi nào đơn chiến Giêsu thường đi bên tôi, chăm sóc tôi, sao mà chẳng quên. Giêsu Ngài yêu tôi mãi, tình đó khi nào có phai suy tư suốt cả đêm ngày. Tình yêu
Chúng ta đang cùng nhau học về cuộc đời của Chúa Giê-xu trong loạt bài giảng từ đầu năm đến nay. Và khi học về cuộc đời của Chúa Giê-xu, chúng ta trả lời ba câu hỏi sau đây. Chúa Giê-xu là ai? Chúa Giê-xu làm gì? Và Đức Chúa Giê-xu phán dạy những điều gì? Thật ra chúng ta cũng cần phải trả lời câu hỏi thứ tư nữa, đó là chúng ta làm gì hay là chúng ta đáp ứng như thế nào với những cái hiểu biết đó. Trong bài giảng lần trước khi học về câu chuyện Chúa Giê-xu đuổi tà ma ra khỏi người bị quỷ ám trong nhà hội tại thành Capernaum, chúng ta đã trả lời các câu hỏi này. Chúng ta ôn lại một chút. Chúng ta học Chúa Giê-xu là người Nazareth, học về nhân tánh của Chúa nên biết rằng Chúa thông cảm với chúng ta. Chúng ta học Chúa Giê-xu là đấng thánh của Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời, nên biết Chúa là đấng toàn năng, không có gì cho chúng ta sợ hãi hay là lo lắng. Đức Chúa Giê-xu đã đuổi tà ma ra khỏi người bệnh cho chúng ta thấy Chúa là đấng hủy phá công việc của ma quỷ. Chúng ta biết đấng ở với chúng ta là lớn hơn tất cả những quyền lực, những sức mạnh ở bên ngoài. Và qua những lời dạy của Chúa chúng ta đã học cách đây 2 tuần, chúng ta biết cái điều quan trọng là chúng ta phải thực hành, phải làm theo. Trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe, chúng ta cũng trả lời cho những câu hỏi như vậy. Và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và học hỏi hôm nay. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giê-xu là đấng đã đến trần gian này vì tội của chúng con. Chúa đã xả thân của Ngài chịu chết trên thập tự giá vì tội của chúng con. Chúng con vừa cùng nhau tưởng niệm đến cái chết của Chúa. Xin cho tình yêu của Chúa luôn luôn tràn ngập tâm hồn của chúng con. Chúng con luôn nhớ đến ơn lành mà Chúa đã dành cho chúng con để chúng con sống một đời sống xứng đáng cho Chúa. Và Chúa cũng đã đến trần gian này chữa bệnh, đuổi tà ma, dạy dỗ nhiều điều. Và giờ này chúng con mở lời của Chúa ra để học hỏi những điều đó. Xin Chúa dạy chúng con giờ này. Xin Chúa Thánh Linh phán dạy chính mình con và mỗi ông bà anh chị em chúng con và giúp cho chúng con chẳng những nghe nhưng làm theo, thực hành những điều mà Chúa dạy nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Ba câu hỏi chúng ta sẽ trả lời buổi sáng hôm nay quý vị có ở trong tờ giảng bài. Đó là Chúa Giê-xu là ai? Chúa Giê-xu làm gì? Và Chúa Giê-xu dạy dỗ những điều gì? Trước hết Chúa Giê-xu là ai? Mác đoạn 1 mà chúng ta học cách đây 2 tuần cho thấy Chúa Giê-xu là người Nazareth, tức là con người thật sự. Và Chúa cũng là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Chúa là Đức Chúa Trời thật sự. Trong phân đoạn hôm nay Chúa Giê-xu gọi Ngài là con người. Ngài là đấng mang danh hiệu con người. Chúng ta thấy điều đó ở trong câu thứ 10 của Mác đoạn 2. Mác đoạn 2 câu 10 ghi như thế này: Vả để cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng: Ta biểu ngươi hãy đứng dậy vác giường đi về nhà. Đức Chúa Giê-xu gọi Ngài là con người. Danh hiệu con người là một danh hiệu rất là đặc biệt ở trong cuộc đời của Chúa Giê-xu. Lý do mà Chúa Giê-xu nói câu này là bởi vì trong câu 5, Đức Chúa Giê-xu phán, trong câu 5, Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin họ bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Vì Đức Chúa Giê-xu tuyên bố cái lời tuyên bố tha tội đó, cho nên các thầy thông giáo khó chịu và họ nghĩ thầm. Câu 7 nói rằng: Sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó, ngoài một mình Đức Chúa Trời còn có ai tha tội được chăng? Đối với người Do Thái, chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội. Thật sự là đối với tất cả mọi người, chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội mà thôi. Bây giờ họ nghe cái ông Giê-xu này là ai mà ông dám tuyên bố tha tội cho người này. Cho nên những người này khó chịu mà họ chỉ mới suy nghĩ trong lòng. Và vì Chúa Giê-xu đọc được cái ý nghĩ đó của họ, nên Chúa tuyên bố trong câu 10 và câu 11: Vả để cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng: Ta biểu ngươi hãy đứng dậy vác giường đi về nhà. Trong câu này Đức Chúa Giê-xu gián tiếp cho những người thầy thông giáo thời đó cũng như cho đoàn dân thời đó biết rằng Chúa là đấng có quyền tha tội và Chúa gọi cái đấng có quyền tha tội đó là con người. Cái danh hiệu con người hay là con của loài người đó là để đối chiếu với danh hiệu con của Đức Chúa Trời. Con người, son of man, con của Đức Chúa Trời, son of God. Hai điều đó đối chiếu với nhau. Con của Đức Chúa Trời tức là Đức Chúa Trời. Con của loài người tức là Ngài là con người thật sự. Thành thử cái danh hiệu con người ở đây tương tự như Giê-xu Nazareth mà chúng ta đã học cách đây 2 tuần.
Chúa Giêsu một mặt là con của Đức Chúa Trời, một mặt khác Ngài là con của loài người. Cái thành ngữ con của một cái gì đó ở trong tiếng Do Thái là chỉ về chính điều đó. Quý vị nhớ hai anh em Gia-cơ và Giăng có tính nóng nảy, và Chúa Giêsu đặt tên cho họ là gì? Là con trai của sấm sét, con của sấm sét. Con của sấm sét tức là sấm sét đó, bởi vì họ nóng nảy lắm. Ông Ba-na-ba là người có tính tình hiền hòa, giải hòa người này với người kia, và ông được gọi là gì? Con của sự yên ủi. Tức là chính ông Ba-na-ba là sự yên ủi cho người khác. Tiếng Việt chúng ta cũng nói như vậy: con nhà lính, tính nhà quan. Con nhà lính tức là lính chứ không phải là con của ông lính đâu. Cho nên cái chữ con của Đức Chúa Trời nghĩa là Ngài chính là Đức Chúa Trời, và con của là người tức là Ngài chính là người. Và vì vậy một lần nữa chúng ta thấy hai phương diện thần tính và nhân tính của Chúa Giêsu được nhấn mạnh ở tại đây. Chúa Giêsu là người nhưng Chúa Giêsu cũng là Đức Chúa Trời. Thần tính là trời, nhân tính là người. Và như chúng ta đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, Chúa Giêsu là nhân vật duy nhất mang hai bản tính trời và người. Và chỉ một người với hai bản tính như vậy thì mới có thể cứu con người chúng ta. Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời nên mới có quyền cứu chúng ta. Đức Chúa Giêsu là con người nên mới có thể chết thế cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu đối tượng của niềm tin của chúng ta là con người đặc biệt đó, con người độc nhất vô nhị, không ai trên trần gian này mang danh hiệu con người và con Đức Chúa Trời. Cho nên một lần nữa giúp cho đức tin của chúng ta được phấn khởi, biết rằng đó là cái đối tượng đúng mà chúng ta tin vào. Chúa là trời và người để có thể cứu chúng ta. Mặc dù danh hiệu con người nói lên cái nhân tính của Chúa, nhưng đây cũng là một danh hiệu đặc biệt nói lên cái tính cách độc nhất vô nhị của Chúa. Chúng ta để ý đọc Kinh Thánh sẽ thấy rằng Đức Chúa Giêsu thường xưng chính Chúa là con người. Chúa không xưng Chúa là con Đức Chúa Trời, mà Chúa xưng Chúa là con người. Ví dụ như trong Mác đoạn 2 câu 28 cùng phân đoạn này đó, ở cuối của đoạn 2, Đức Chúa Giêsu phán rằng: vậy thì con người cũng làm chủ ngày Sa-bát. Con người đó là Chúa Giêsu. Và trong Mác đoạn 8 câu thứ 31, Đức Chúa Giêsu: bây giờ Ngài khởi sự dạy môn đồ rằng con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau ba ngày phải sống lại. Đức Chúa Giêsu nói đến con người, tức là nói đến chính Chúa. Và trong đoạn 9 câu 12 cũng vậy, trong phúc âm Mác, Chúa Giêsu phán như thế này: Ngài đáp rằng: thật Eli phải đến trước sửa lại mọi việc. Vậy thì sao có chép về con người rằng Ngài phải chịu khổ nhiều và bị khinh dễ ư? Con người cũng là Đức Chúa Trời nữa, cũng là Đức Chúa Giêsu nữa. Quý vị nhớ ở trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicodem được ghi ở trong phúc âm Giăng chương thứ 3 đoạn Kinh Thánh quen thuộc mà chúng ta có Giăng đoạn 3 câu 16 đó. Thì ở trong Giăng đoạn 3, Đức Chúa Giêsu xưng Ngài là con người như thế này ở trong câu thứ 13: chưa hề có ai lên trời trừ ra đấng từ trời xuống. Và Chúa Giêsu nói đấng từ trời xuống đó là ai? Ấy là con người vốn ở trên trời. Con người vốn ở trên trời. Chỉ con người đây là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời vốn ở trên trời. Thành thử cái danh từ con người ở đây là nói về Chúa Giêsu. Và tương tự như vậy trong câu tiếp theo, câu 14: xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Đức Chúa Giêsu nói rằng con người bị treo trên cây thập tự. Qua hai câu này chúng ta thấy những cái giáo lý quan trọng sau đây. Thứ nhất, Đức Chúa Giêsu là con đường duy nhất nối liền Đức Chúa Trời và con người. Đức Chúa Giêsu nói rằng chưa hề có ai lên trời, không bao giờ có một người nào lên trời ngoại trừ con người là đấng từ trời xuống. Đức Chúa Giêsu là con đường duy nhất, bởi vì Đức Chúa Giêsu là con đường từ trời đến với nhân loại. Tất cả mọi tôn giáo, tất cả mọi niềm tin đều là cố gắng của con người vươn lên với Đức Chúa Trời. Chỉ một mình Chúa Giêsu là phúc âm, là tin lành, là đấng từ trời đến với con người. Vì vậy mà Chúa Giêsu là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói rằng chưa hề có ai lên trời ngoại trừ con người là đấng từ trời xuống. Đức Chúa Giêsu là con đường duy nhất. Và cái điều thứ hai chúng ta thấy ở tại đây là con người là Chúa Giêsu là phương pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Phương pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Bởi vì Chúa Giêsu nói rằng xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào
thì con người cũng sẽ bị treo lên giường ấy, hầu cho ai tin đến Ngài thì được sự sống đời đời. Quý vị nhớ câu chuyện con rắn bị treo nơi đồng vắng không? Con dân của Chúa ngày xưa đi ở trong đồng vắng, họ phản loạn, họ chống lại Chúa, và Chúa đã sai rắn lửa đến cắn họ, nhiều người bị chết. Và khi họ kêu cầu đến Chúa thì Chúa bảo ông Môi-se làm một con rắn bằng đồng treo lên, để người nào bị rắn cắn nhìn vào con rắn bằng đồng đó với đức tin thì sẽ thoát chết. Và Đức Chúa Giê-xu dùng cái hình ảnh đó để cho nhân loại, để cho tất cả chúng ta ngày hôm nay thấy rằng cũng tương tự như con rắn bị treo lên nơi đồng vắng ngày xưa, Đức Chúa Giê-xu đã bị treo lên trên thập tự giá, mà ngày hôm nay khi ai đặt đức tin nơi Chúa thì chúng ta kinh nghiệm được sự sống đời đời. Quý vị và tôi là những người đã đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, chúng ta nhìn lên Đức Chúa Giê-xu, không phải chỉ nhìn lên thập tự giá mà thôi, nhưng mà nhìn với đức tin của chúng ta, tin rằng Chúa chết đó là chết vì tội của mình. Khi chúng ta tin Chúa như vậy thì Chúa hứa rằng Chúa ban cho chúng ta sự sống đời đời. Sự sống đời đời là một cái gì quý báu, không phải chỉ là sau này chúng ta được về thiên đàng ở với Chúa, không bị hình phạt nơi địa ngục. Đúng, điều đó là đúng như vậy. Nhưng mà cái sự sống đời đời là cái sự sống có ý nghĩa ngay ở trên trần gian này. Vì vậy thưa quý vị, khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu là đấng từ trời đến, quý vị và tôi kinh nghiệm được sự sống có ý nghĩa ngay ở trên trần gian này. Và chúng ta được bảo đảm cho sự sống đời đời sau khi chúng ta từ giã cõi đời này. Đó là cái hy vọng, đó là cái niềm vui, đó là cái điều mà quý vị và tôi là người tin nơi Chúa có. Những người nào không có đức tin nơi Chúa không có được điều đó. Như vậy Chúa Giê-xu là con người, nói là nhân tánh của Ngài. Và Đức Chúa Giê-xu là con người cũng cho thấy Ngài là cái chiếc cầu nối liền giữa con người tội lỗi và Đức Chúa Trời thánh khiết. Ngài là con đường cứu rỗi duy nhất cho nhân loại. Chúa Giê-xu là người, cho nên Chúa thông cảm với chúng ta. Chúa Giê-xu là người, cho nên Chúa có thể cứu rỗi chúng ta. Quý vị và tôi đừng bao giờ quên hai chân lý quan trọng này. Và để áp dụng điều này, tác giả thư Hebrew viết như thế này ở trong Hebrew đoạn 4 câu thứ 16. Thư Hebrew đoạn 4 câu 16 tác giả viết như thế này. Vậy chúng ta hãy vững. Tại sao ông nói chữ vậy? Đây trước đó ông nói rằng vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Chúa đã mang thân xác, Chúa thông cảm với chúng ta. Vì vậy tác giả khuyên chúng ta, vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ cần dùng. Để áp dụng Chúa Giê-xu thông cảm với chúng ta, tác giả thư Hebrew bảo chúng ta hãy đến gần ngôi ơn phước. Ngôi ơn phước có nghĩa là cái ngai ân sủng. Khi nói đến một cái ngai vua, một cái ngai vàng, chúng ta thấy một cái gì uy nghi, đáng sợ. Nhưng mà cái ngai của Chúa được gọi là ngai ân sủng, the throne of grace, bởi ân sủng của Chúa. Nơi đó chúng ta được thương xót, được ơn lúc chúng ta cần. Quý vị có điều gì cần bây giờ không? Cái nhu cầu lớn nhất của quý vị bây giờ là gì? Sâu kín ở trong đáy lòng mỗi chúng ta có một cái nhu cầu nào đó. Và lời Chúa dạy chúng ta rằng hãy đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ mà chúng ta cần. Vì vậy nhớ đến hay là biết rằng Chúa Giê-xu đã từng mang thân xác con người như chúng ta đến trần gian này, là một con người ở giữa dòng dõi nhân loại này, thì ngày hôm nay chúng ta có thể bạo dạn đến với Chúa, bởi vì biết rằng Chúa đã từng mang thân xác như chúng ta. Chúa thông cảm với chúng ta, chết thế cho chúng ta, sẽ nghe chúng ta và giúp chúng ta đang khi chúng ta cần. Đức Chúa Giê-xu là con người, hãy đến gần Ngài là đấng thông cảm với chúng ta. Đó là điểm thứ nhất trong bài học hôm nay. Điểm thứ nhì hay là câu hỏi thứ nhì chúng ta trả lời hôm nay là Đức Chúa Giê-xu làm gì? Trong lần trước chúng ta học và Đức Chúa Giê-xu dạy dỗ, Đức Chúa Giê-xu đuổi quỷ. Trong bài học hôm nay chúng ta thấy có hai điều mà Chúa Giê-xu làm ở trong câu chuyện này. Đó là thứ nhất Chúa Giê-xu tha tội, và thứ nhì Đức Chúa Giê-xu chữa bệnh. Chúa tha tội và Chúa chữa bệnh. Tất cả chúng ta đều quen thuộc với câu chuyện người bại được chữa lành này, phải không? Đức Chúa Giê-xu ở trong nhà hội đông đúc quá, có một người bại muốn đem vào cho Chúa chữa mà nhà đông quá cho nên họ không đi vào được. Cho nên họ leo lên mái nhà, họ dỡ mái nhà rồi họ thòng người bại xuống ngay trước mặt Chúa.
và Chúa đã chữa bệnh cho người đó. Nhưng mà khi người ta dòng người bại đến trước mặt Chúa đó, thì Chúa phán điều gì? Chúng ta đọc ở trong câu thứ 5, tôi đọc từ câu 4 để quý vị thấy rõ. Vì đông người không lại gần Ngài được, nên dỡ mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng người bại nằm xuống. Câu 5, Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng, hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin họ. Đức tin hình thù như thế nào hay là màu mè gì mà Đức Chúa Giê-xu thấy được? Làm sao Đức Chúa Giê-xu có thể thấy đức tin của họ được? Thưa quý vị, đức tin thể hiện ở trong hành động. Đức tin là đức tin thể hiện trong hành động. Chút nữa chúng ta sẽ quay trở lại chỗ này. Nhưng mà Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của họ thể hiện ra trong hành động đó. Cho nên Chúa phán điều gì? Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Quý vị hãy đặt mình vào trong cái trường hợp của người bại này, chắc là thất vọng phải không? Mình bại nằm liệt bao nhiêu năm nay, bây giờ đến gần Chúa mong được chữa lành, Chúa nói làm sao? Hỡi con, tội lỗi con đã được tha. Tại sao Chúa lại phán câu này? Điều này cho thấy rằng con người chúng ta có nhiều nhu cầu. Những nhu cầu tâm linh, nhu cầu được tha tội, nhu cầu được nối lại với mối tương giao với Đức Chúa Trời là điều quan trọng hơn cả. Quý vị có biết điều đó không? Chúng ta có rất nhiều nhu cầu. Có lẽ chúng ta nghĩ rằng mình cần chữa bệnh, mình cần có tiền bạc, mình cần điều này, điều nọ. Nhưng mà Chúa sẽ đến với chúng ta và nói rằng nhu cầu lớn nhất mà con cần có là con cần được tha thứ, con cần được tha tội. Nhu cầu tâm linh là nhu cầu quan trọng nhất ở trên trần gian này. Quý vị có lẽ cũng có nhiều nhu cầu giờ này, nhu cầu vật chất, nhu cầu được chữa lành, nhu cầu cần được an ủi, nhưng ta cần nhớ rằng nhu cầu tâm linh được nối kết với Đức Chúa Trời là điều quan trọng hơn cả. Vì vậy hãy để cho Chúa đáp ứng nhu cầu của mình, đáp ứng nhu cầu tâm linh trước. Có cái tội nào đó mà chúng ta cần được tha thứ, hãy xưng tội với Chúa để các nhu cầu khác cũng sẽ được đáp ứng. Cái yếu tố thúc đẩy Chúa Giê-xu tuyên bố lời tha tội này là đức tin. Đức tin của ai? Đây là đức tin của họ. Họ là ai? Họ chắc chắn là phải số nhiều rồi phải không? Thì ít nhất là của bốn người khiêng người bại phải không? Quý vị nghĩ rằng người bại đó có đức tin không? Cũng phải có chứ phải không? Chứ nếu người này không có đức tin, đâu có để cho mấy người kia khiêng đến cho Chúa làm gì? Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin họ bằng phán cùng kẻ bại rằng, hỡi con ta, tội lỗi con đã được tha. Bốn người khiến người bại có đức tin, và người bại cũng có đức tin nữa, chứ không phải là vì bị bốn người kia khiêng đến. Thưa quý vị, đem người bại này đến với Chúa không phải là chuyện dễ, vì đoàn dân đông và cái sự việc họ tốn công, tốn sức, tốn thì giờ dỡ mái nhà để có thể đưa người bại đến với Chúa chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ đức tin của họ. Đây là đức tin thể hiện trong hành động, đức tin thể hiện trong việc làm. Kinh Thánh không nói gì đến đức tin của bốn người khi người bại, nhưng chỉ nói đến việc làm của họ. Và qua việc làm đó, Chúa Giê-xu thấy đức tin của họ. Giờ tôi hỏi quý vị, Chúa có thấy đức tin của quý vị không? Người khác có thấy được đức tin của quý vị không? Đức tin của chúng ta, đức tin thật là đức tin phải thể hiện trong hành động. Quý vị và tôi là những người có đức tin, nhưng người khác có thấy đức tin của chúng ta hay là không? Tôi nói tôi tin Chúa, nhưng mà làm sao người ta biết được? Tôi nói tôi tin Chúa, nhưng đời sống của tôi có bày tỏ cái đức tin đó không? Hay là cũng chẳng khác hơn gì những người không có đức tin? Đức tin của tôi ở đâu? Nếu người khác không thấy được đức tin của tôi, đó không phải là đức tin thật. Sứ đồ Gia-cơ nói trong Gia-cơ đoạn 2 câu 18 như thế này. Hoặc có kẻ nói, ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Quý vị thấy lý luận của sứ đồ Gia-cơ không? Ngươi nói là ngươi có đức tin mà việc làm ở đâu? Ngươi, các anh không có thấy đức tin của tôi, nhưng mà anh thấy việc làm của tôi, nhìn vào việc làm của tôi, anh sẽ biết được đức tin của tôi. Nói tóm lại, đức tin của chúng ta phải thể hiện trong việc làm. Còn nếu không, sứ đồ Gia-cơ gọi đó là đức tin chết, hay là thật sự không có đức tin gì cả.
Quý vị có việc làm nào để thể hiện đức tin của mình không? Quý vị có đức tin, nhưng làm sao người khác biết được đức tin của quý vị? Như bốn người đem người bà đến với Chúa, thì khi chúng ta hướng dẫn người khác, khi chúng ta đem người khác đến với Chúa, đó cũng là một cách mà chúng ta bày tỏ đức tin của mình. Đức tin của chúng ta có thể thể hiện bằng cách đem người khác đến với Chúa. Trưa nay chúng ta sẽ có chương trình ra đi chứng đạo. Quý vị có thể bày tỏ đức tin của mình bằng cách ra đi để đem người khác, hướng dẫn người khác đến với Chúa. Ước mong trưa nay sẽ có nhiều người tham gia vào chương trình ra đi chứng đạo này để bày tỏ cái đức tin thật của mình. Trở lại việc Chúa Giê-xu tha tội cho người bại. Tất cả chúng ta biết rằng nguyên nhân của bệnh tật không nhất thiết là vì tội lỗi. Không phải là tôi đau là bởi vì tôi có tội, Chúa bắt tôi đau, không phải như vậy, không nhất thiết như vậy. Nhưng mà có một số bệnh tật phát xuất từ tội lỗi. Chúng ta nhớ khi Đức Chúa Giê-xu chữa bệnh hay là làm sáng mắt người mù ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 9 đó, thì các môn đồ thắc mắc hỏi Chúa rằng tại cha mẹ người này có tội hay là người này có tội mà sinh ra mù như vậy? Và Đức Chúa Giê-xu trả lời rằng đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội, nhưng ấy là để cho những việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Bệnh tật không nhất thiết là hậu quả của tội lỗi, nhưng cũng có những trường hợp bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Khi trong cái trường hợp người bại ở đây, tội lỗi có thể là nguyên nhân của bệnh tật. Bởi vì cái chữ tội ở trong cái câu này là cái chữ tội ở số nhiều. Những tội của con đã được tha. Không phải là tội lỗi nói chung, nhưng mà những cái tội nào đó đã khiến cho người này bị bệnh. Nhưng mà dù cho tội lỗi là nguyên nhân của bệnh tật hay là không, vấn đề chính ở đây là sự tha tội. Nhu cầu lớn nhất của người bại không phải là được chữa lành, nhưng nhu cầu lớn nhất là được tha thứ. Vì vậy mà lời đầu tiên Chúa phán với người đó là: hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Quý vị biết tại sao Chúa Giê-xu gọi người này là con không? Cái chữ hỡi con ta đây hàm ý một cái người có thẩm quyền từ trên phán xuống: hỡi con ta. Giống như lời Chúa nói, con người ở thế gian có quyền tha tội, cho thấy cái thẩm quyền của Chúa. Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể tha tội. Để được tha tội, chúng ta phải nhìn nhận mình là người có tội. Có lẽ chúng ta sẽ nói rằng tôi có làm gì nên tội mà cần được tha thứ. Theo tiêu chuẩn của loài người, người khác nhìn vào có lẽ chúng ta không có tội gì cả, không có làm gì sai quấy, lái xe đúng luật, không có chạy quá tốc độ, không có vượt đèn đỏ, vâng theo luật, không có tội gì hết. Nhưng mà thưa quý vị, đối với Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không tôn thờ Chúa thì đó đã là tội rồi. Đức Chúa Giê-xu phán: vì tội lỗi, vì họ không tin ta. Nếu chúng ta biết điều lành mà không làm, đó đã là tội rồi. Nếu chúng ta biết luật của Chúa mà không vâng theo, đó đã là tội rồi. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, tạo dựng chúng ta là tạo vật. Tạo vật mà không tôn thờ tạo hóa thì đó là tội rồi. Vì vậy, điều đầu tiên là chúng ta cần nhìn nhận tội lỗi của mình, ăn năn tội để được Chúa tha tội. Tôi ước mong rằng nếu có ai trong nhà thờ này buổi sáng hôm nay chưa một lần đặt đức tin của mình nơi Chúa, quý vị hãy ăn năn tội đến với Chúa để kinh nghiệm được ơn tha thứ của Ngài. Còn quý vị là những người đã tin nhận Chúa, đã được tha tội rồi. Nhưng trong đời sống mỗi ngày, mỗi chúng ta ai cũng có những yếu đuối, chúng ta cũng có những cái vấp ngã, chúng ta phạm tội với Chúa. Và mỗi khi phạm tội như vậy, điều chúng ta cần làm là xưng tội với Chúa và xin Ngài tha thứ tội cho chúng ta. Không phải là chúng ta tiếp tục phạm tội để xin Chúa tha tội, nhưng mà khi chúng ta lầm lỡ phạm tội, xưng tội với Chúa, Chúa sẽ tha thứ. Thời gian thứ nhất đoạn 1 câu 8 và câu 9 dạy như thế này: ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nếu chúng ta xưng tội mình thì Chúa là đấng thành tín công bình sẽ tha tội cho chúng ta. Cái chữ xưng tội có nghĩa là nói lên cùng một điều, say the same thing. Chúa nói đó là tội, phải nhận, công nhận, đồng ý với Chúa. Dạ, con đồng ý với Chúa, đó là tội. Chứ Chúa nói là tội, nó không phải con, đó chỉ là lỡ lầm, con không được. Xưng tội là đồng ý với Chúa, say the same thing.
Và Kinh Thánh cũng dạy rằng người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn. Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót. Xưng tội là xưng tội với Chúa, bởi vì chỉ một mình Chúa là đấng có quyền tha tội. Các thầy thông giáo lúc đó vì không biết Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời, nên họ nói điều gì? Ngoài một mình Đức Chúa Trời còn có ai tha tội được chăng? Người này phạm thượng. Họ nói đúng, chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội. Và để minh chứng rằng Chúa Giê-xu có quyền tha tội thì Chúa đã thi hành phép lạ chữa bệnh cho người bại. Chữa lành cho người bại là bằng chứng cho thấy Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Một mặt khi Chúa Giê-xu dám tuyên bố rằng tội lỗi ngươi đã được tha, thì Chúa cũng có thể tuyên bố rằng hãy đứng dậy vác giường ngươi mà đi. Câu hỏi thách thức của Chúa trong câu 9 là câu này: nay bảo kẻ bại rằng tội ngươi đã được tha, hay là bảo người rằng hãy đứng dậy vác giường mà đi? Hai điều ấy, điều nào dễ hơn? Thấy quý vị, điều nào dễ hơn? Ta tha tội cho ngươi, đứng dậy vác giường mà đi, câu nào dễ hơn? Tại sao tha tội dễ hơn? Điều nào dễ hơn đó là tựa đề của bài giảng hôm nay. Thật ra không điều nào dễ hơn cả, bởi vì chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể tha tội, và cũng chỉ với quyền năng của Đức Chúa Trời mới có thể làm cho người bại có thể đứng dậy mà đi. Nếu không phải là Đức Chúa Trời không có quyền tha tội, mà cũng không có quyền chữa lành cho người bại được. Tuy nhiên, trong trường hợp này có thể nói như quý vị đã nói, cái lời tuyên bố tha tội dễ hơn là lời tuyên bố chữa bệnh, phải không? Tôi tuyên bố tha tội, tội ông có được tha không? Đâu có ai biết, phải không? Nhưng mà tôi nói hãy đứng dậy vác giường ngươi mà đi, mà không đứng dậy được là không đúng rồi. Một người có thể tuyên bố tha tội, nhưng tội có được tha hay không, không ai biết. Còn tuyên bố hãy đứng dậy vác giường mà đi thì đúng hay là không, người khác sẽ thấy ngay. Cho nên chúng ta thấy Đức Chúa Giê-xu, thứ nhất, chẳng những tha tội, nhưng mà thứ nhì, Chúa cũng là đấng chữa lành hay là chữa bệnh. Hai việc làm của Chúa là tha tội và chữa bệnh. Chữa bệnh là một trong những điều mà Chúa Giê-xu làm trong chức vụ của Ngài khi Chúa sống trên trần gian này. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng chữa bệnh không phải là công việc chính của Chúa. Chúa đến trần gian này không phải chỉ để chữa bệnh không mà thôi. Mác đoạn 1 câu 38 chúng ta học cách đây 2 tuần. Ngài phán chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây để ta cũng làm gì? Cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Cái mục đích chính của Chúa Giê-xu là đến để chịu chết vì tội của nhân loại, đến để rao giảng phúc âm, không phải để chữa bệnh. Nhưng mà Chúa Giê-xu cũng có chữa bệnh. Mác đoạn 2 câu 2 ghi điều gì? Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài làm gì? Ngài giảng đạo cho họ nghe. Chúa đến là để giảng, rao giảng lời của Chúa. Chúng ta đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 35, lời Chúa dạy như thế này: Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng. Điều đầu tiên Chúa làm là gì? Dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Quý vị thấy ba điều Chúa làm không? Giảng, dạy dỗ, giảng, rồi thứ ba mới là chữa bệnh. Nên Đức Chúa Giê-xu có chữa bệnh, nhưng chữa bệnh không phải là cái điều số một Chúa làm, không phải là công việc chính Chúa làm ở trên trần gian này. Dù chữa bệnh không phải là công việc chính của Chúa Giê-xu, nhưng mà Ngài đã nhiều lần chữa bệnh cho nhiều người. Và đây là điều chúng ta cần biết. Đau yếu hay tật bệnh là một trong những cái năng đề lớn của con người, và chúng ta cần được ơn chữa lành của Chúa. Nhưng ta nhớ rằng không phải tất cả mọi người trong thời Chúa Giê-xu đều được chữa lành. Có phải như vậy không quý vị? Tất cả những người trong thời Chúa Giê-xu trong nước Palestine, Chúa Giê-xu có quyền chữa lành mà vẫn còn có những người bại, vẫn còn có những người què, vẫn còn bao nhiêu người không được chữa lành. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giê-xu bởi ơn của Ngài có một số người được chữa lành, nhưng không phải là tất cả. Sách tiên tri Ê-sai đoạn 53 dạy rằng bởi lằn roi của Ngài chúng ta được lành bệnh. Bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bệnh. Và trong Gia-cơ đoạn 5 câu 14 đến 16 lời Chúa dạy như thế này: trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy nếu kẻ bệnh có phạm tội.
cũng sẽ được tha. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Ở đây một lần nữa chúng ta thấy tội lỗi và bệnh tật đi chung với nhau. Và lời cầu nguyện với đức tin sẽ đem đến chữa lành và tha thứ. Nhưng thưa quý vị, cũng nhiều lần ở trong Kinh Thánh chúng ta thấy Chúa không chữa lành. Chúa không chữa lành không phải là bởi vì Chúa không có quyền năng hay là Chúa không thương xót, nhưng là vì điều đó không nằm ở trong chương trình của Chúa. Chúng ta biết Thánh Phaolô là một con người toàn hảo, yêu mến Chúa đến cùng. Nhưng ông nói ông bị một cái dầm sóc vào da thịt của ông, có thể là một cái chứng bệnh nào đó. Và Kinh Thánh nói rằng ông đã 3 lần cầu xin Chúa cho cái dầm đó lìa xa ông. Nhưng mà Chúa phán với ông như thế này, trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 12 câu thứ 9, Chúa nói rằng ân điển ta đủ cho ngươi rồi. Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Chúa muốn nói với ông Phaolô rằng ta để cho con yếu đuối, ta để cho con bệnh tật, để con kinh nghiệm được sức mạnh của ta ở trong cuộc đời của con. Ngày hôm nay quý vị và tôi vẫn có thể kinh nghiệm ơn chữa lành của Chúa. Nhưng cũng cần nhớ là có khi Chúa không chữa lành vì một mục đích tốt đẹp lớn hơn cho đời sống của mỗi một chúng ta. Thử nếu quý vị mang một cái chứng kinh niên nào đó cầu nguyện hoài mà sao thấy Chúa không chữa lành cho mình. Hãy nhớ lại lời của Chúa phán với Phaolô: ân sủng ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Trong cái yếu đuối của mình, trong cái bệnh tật của mình, chúng ta kinh nghiệm được ơn lành và sức mạnh của Chúa. Ơn chữa lành thật sự sẽ đến với mỗi một chúng ta, tất cả chúng ta, khi chúng ta về sống với Chúa đời đời, như lời Chúa dạy ở trong Khải Huyền đoạn 21. Chúa nói rằng ở nơi đó không còn đau đớn, không còn bệnh tật nữa. Và trong đoạn 22 nói rằng các cây ở đó là dùng để chữa lành cho các dân. Quý vị và tôi là những con người, chúng ta sinh ra, chúng ta sống, chúng ta bệnh tật rồi chết, đó là điều tất nhiên. Bởi vì từ khi con người phạm tội, tất cả những điều đó xảy ra cho toàn thể nhân loại, không ngoại trừ một ai cả. Còn sống trên trần gian này là chúng ta vẫn còn đối đầu với bệnh tật vì ảnh hưởng của tội lỗi. Có những căn bệnh Chúa chữa cho chúng ta. Tôi tin chắc rằng nhiều người trong chúng ta đã kinh nghiệm là Chúa chữa lành cho mình. Nhưng mà cũng có những người đã cầu nguyện nhiều lần rồi mà không thấy Chúa chữa lành cho mình. Có những lúc chúng ta phải đi qua bệnh tật như bao nhiêu người khác. Đây là điều tự nhiên từ khi con người phạm tội. Quý vị thấy bao nhiêu con người ngay lành trung tín như ông Gióp, ông không thể nào hiểu được bệnh tật ở trong cuộc đời của ông. Và như trong trường hợp của người bại này, Chúa cho chúng ta thấy rằng được tha tội quan trọng hơn việc được chữa lành muôn ngàn lần. Tôi nói điều này để quý vị được an ủi. Chúa có thể chữa lành cho chúng ta. Chúng ta phải có đức tin nơi Chúa để kinh nghiệm được sự chữa lành của Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta không được chữa lành thì phải biết rằng Chúa có một chương trình tốt đẹp hơn cho việc đó trong cuộc đời của chúng ta. Vấn đề quan trọng không phải là được chữa lành, vấn đề quan trọng là được tha tội, có mối tương giao với Đức Chúa Trời. Chữa lành cần thiết của đời sống là chữa lành tâm linh. Khi tâm linh của chúng ta được chữa lành rồi thì khổ đau, bệnh tật thân xác không còn là vấn đề cho chúng ta lo nghĩ nữa. Đức Chúa Giêsu là ai? Ngài là đấng mang danh hiệu con người. Con người đại diện cho toàn thể nhân loại, chết thay cho nhân loại. Đức Chúa Giêsu làm gì? Đức Chúa Giêsu tha tội và Chúa Giêsu chữa bệnh. Được tha tội là điều quan trọng và cần thiết hơn mọi điều khác ở trên trần gian này. Nếu chúng ta cần được chữa lành, đó là chữa lành tâm linh, chữa lành tận gốc rễ, để rồi tất cả những đau đớn của thể xác sẽ không còn có ý nghĩa nữa. Nếu buổi sáng hôm nay có ai cần được chữa lành, đó là chữa lành tâm linh, hãy đến với Chúa, đến gần ngôi ơn phước và xin Chúa chữa lành cho mình. Do vậy, đức tin nơi Chúa sẽ luôn luôn giúp chúng ta được chữa lành thân xác, miễn là theo ý muốn của Chúa. Và nếu không được chữa lành, chúng ta phải thấy rằng đó là điều nằm trong chương trình của Chúa, như trường hợp của sứ đồ Phaolô. Bây giờ chúng ta đến câu hỏi thứ 3. Đức Chúa Giêsu dạy dỗ điều gì? Chúng ta đã biết Chúa Giêsu là ai, Chúa Giêsu làm gì, vậy Chúa Giêsu dạy điều gì?
có ba điều nói về sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu ở trong phân đoạn Kinh Thánh này. Thứ nhất, dạy dỗ là công tác chính của Chúa Giê-xu. Dạy dỗ là công tác chính của Chúa Giê-xu. Chúng ta đọc ở trong câu 2. Ngài giảng đạo cho họ nghe. Chúa Giê-xu đến trong nhà thành Ca-bê-na-ôm này, đây không phải là để chữa bệnh, nhưng mà để làm gì? Để giảng đạo. Giảng đạo, giảng dạy là công tác chính của Chúa Giê-xu. Dân chúng tụ tập đông đảo chủ yếu là để nghe Chúa giảng dạy. Đức Chúa Giê-xu có chữa bệnh, Đức Chúa Giê-xu có đuổi quỷ, nhưng đó không phải là việc chính của Ngài. Việc chính của Chúa là giảng dạy. Có những người đến nhà thờ hay là đến với Chúa mong rằng mình được giúp đỡ về thể xác, về xã hội, điều này điều nọ. Có chứ không phải là không. Nhưng mà cái mục đích chính là chúng ta đến để được giảng dạy, để được nghe lời của Chúa. Nếu việc chính của Chúa Giê-xu là giảng dạy, thì theo ý quý vị, việc chính của quý vị và tôi là gì? Là gì? Là làm theo, nghe và làm theo. Kinh Thánh dạy điều gì? Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, không phải chỉ có phần thân xác, mà nhờ làm theo mọi lời phán từ nơi Đức Chúa Trời. Mỗi tuần khi quý vị đến đây nghe lời Chúa, chúng ta cần ghi nhớ lời của Chúa để sống mỗi ngày. Chúng ta phải đối diện với đời sống mà chúng ta cần có lời của Chúa. Giảng dạy là công tác chính của Chúa Giê-xu. Và trong câu chuyện này, chúng ta thấy Chúa giảng dạy bằng nhiều cách khác nhau. Trước hết, Chúa phán dạy bằng lời của Ngài, giảng đạo cho họ nghe. Nhưng mà trong câu chuyện này, chúng ta cũng thấy Chúa Giê-xu giảng dạy bằng cách đặt câu hỏi. Đức Chúa Giê-xu giảng dạy bằng cách đặt câu hỏi. Các nhà giáo dục cho biết là cái người dạy giỏi là người biết đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi cho đúng khiến người ta suy nghĩ. Khi người ta trả lời được câu hỏi đó là người ta học được. Xuyên qua cuộc đời của Chúa Giê-xu, rất là nhiều lần Đức Chúa Giê-xu dạy bằng cách đặt câu hỏi. Khi thầy dạy luật hỏi Chúa rằng tôi phải làm gì cho được sự sống đời đời, Chúa Giê-xu trả lời như thế nào? Ngươi đọc trong luật pháp chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Làm cho người đó phải có cái câu trả lời cho chính mình. Khi người ta hỏi môn đệ của Chúa về việc nộp thuế cho đền thờ, Chúa hỏi ông Phi-e-rơ, các vua thế gian thâu lương lấy thuế của ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài? Và khi ông Phi-e-rơ trả lời được cái câu hỏi đó, thì Chúa dạy cho ông bài học. Quý vị nhớ khi các thầy tế lễ đến hỏi Chúa, bởi quyền phép nào mà thầy làm những sự này? Ai cho thầy quyền phép ấy? Chúa trả lời làm sao? Ta cũng hỏi các ngươi một câu, phép báp têm của dân là bởi trời hay là bởi ngươi? Đức Chúa Giê-xu luôn luôn dạy bằng cách đặt câu hỏi. Trong công chuyện này cũng vậy. Chúa hỏi điều gì trong câu 9? Nay bảo kẻ bại rằng tội ngươi đã được tha, hay là bảo người rằng hãy đứng dậy vác giường mà đi? Hai điều ấy, điều nào dễ hơn? Khi quý vị và tôi, khi những người đó suy nghĩ và trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ học được bài học mà Chúa muốn dạy chúng ta. Chắc chắn câu hỏi này khiến cho người nghe phải suy nghĩ nhiều. Và Chúa cũng dạy chúng ta với những câu hỏi tương tự. Điều nào dễ hơn sẽ giúp chúng ta thấy rằng không phải điều nào cũng dễ cả, và cần phải có bằng chứng để chứng minh cho lời dạy của mình. Và đó cũng là điểm thứ ba về lời dạy của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chẳng những dạy bằng câu hỏi, Chúa Giê-xu cũng dạy bằng hành động. Dạy bằng hành động. Dạy dỗ là công tác chính của Chúa Giê-xu. Chúa dạy bằng cách đặt câu hỏi và Chúa dạy bằng hành động. Đức Chúa Giê-xu không dạy bằng lý thuyết suông, nhưng bày tỏ trong hành động. Buổi sáng hôm nay trong lớp trường Chúa Nhật, chúng tôi học về câu chuyện Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đồ. Đức Chúa Giê-xu dạy bài học gì ở đó? Bài học khiêm nhường, phục vụ người khác. Chúa Giê-xu nói rằng các ngươi hãy khiêm nhường, phải phục vụ người khác. Chúa Giê-xu dạy bằng cái gì? Cúi xuống rửa chân cho mỗi người. Chúa dạy bằng hành động. Khi Chúa Giê-xu dạy bằng khiêm nhường, Chúa đem một em bé ra để trước mặt và nói rằng, thấy đứa nhỏ này không? Hãy giống như đứa nhỏ này. Đức Chúa Giê-xu dạy bằng hành động. Đức Chúa Giê-xu không dạy bằng lý thuyết suông, nhưng bày tỏ trong hành động. Chúa Giê-xu bảo người tha tội cho người bệnh, rồi sau đó Chúa nói gì? Hãy đứng dậy vác giường ngươi mà đi. Thưa quý vị, lời dạy của Chúa cho chúng ta hôm nay cũng vậy. Chúa Giê-xu không dạy suông, nhưng Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để có thể làm theo lời Chúa dạy.
Chúa tha tội cho chúng ta, nhưng Chúa cũng bảo chúng ta hãy đứng dậy vác giường mà đi. Cái bài học cho quý vị và tôi hôm nay là bài học gì quý vị biết không? Đó là bài học đức tin phải bày tỏ ra trong việc làm. Người bại có đức, những người khi người bại có đức tin, Đức Giêsu thấy đức tin của họ bằng cái gì? Bằng việc làm của họ. Nếu đời sống của đức tin của chúng ta không được ai biết đến, chúng ta có đức tin hay không không ai biết, thưa quý vị, đó không phải là đức tin thật đâu. Trong cách ăn nít ở của mình, trong lời nói việc làm của mình, trong hành vi cử chỉ của mình, trong cách xử sự với vợ, với con, với chồng, với con, với gia đình, với bạn bè, với người cùng trường, cùng sở, với anh chị em ở trong Chúa, quý vị có đức tin không? Cái hành động của quý vị như thế nào, đó mới nói lên đức tin thật của mình. Quý vị có hành động nào chứng tỏ đức tin của mình hay không? Đừng nói rằng cảm ơn Chúa vì Chúa đã tha tội cho con, mà không sống một đời sống xứng hiệp với ơn tha thứ của Chúa. Nếu mình nói mình tin Chúa được tha tội thì dễ, phải không? Điều nào dễ hơn? Nói tin Chúa nó được tha thứ dễ, phải không? Nhưng mà sống một đời sống xứng hiệp với ơn tha thứ của Chúa, đó là điều khó hơn. Mà khó không có nghĩa là không làm được. Khó có nghĩa là chúng ta phải làm với ơn, với sức của Chúa. Mỗi chúng ta cần đứng dậy vác giường mà đi, không phải chỉ nằm một chỗ nói rằng tội tôi được tha rồi, cái nằm đó hoài thôi. Xin chúng ta cùng đứng.